Anh khách này bảo đầu ngứa do gầu này, nhưng mà thực chất thì không phải gầu các bạn nhé. Khi mà cắt tóc đi thì mới nhìn thấy những cái vết nấm ở trên da đầu rất là nhiều rồi. Đấy, của anh trai này cũng bị này, khá là nhiều luôn, khắp đầu luôn đấy. Đấy, đỏ hết da đầu này. Trường hợp này nói chung là vẫn còn nhẹ chứ chưa nặng mấy, cũng bị chóc chóc vẩy da đầu rồi. Nói chung là mẩn đỏ hết hết khá là nhiều da đầu. Anh trai để tóc dài quá, cắt đi giờ mới lộ ra. Quá trời luôn. Cứ bảo gầu, cái này không phải gầu các bạn nhá. Này là lấm đầu cả trên đỉnh đầu luôn này. Đỏ hết luôn này. Đấy. Sợ chưa? Này ngứa thì thôi rồi. Ngứa gấp mấy lần gầu ấy, gầu làm sao mà ngứa bằng cái này được. Các bạn nào mà bị tình trạng da đầu bị ngứa thì các bạn nên kiểm tra da đầu nhá. Đặc biệt là những bạn nam. Những bạn nam da đầu rất hay bị lấm như thế này này. Đấy, các bạn bị ngứa thì các bạn cần phải cắt tóc ngắn đi thì các bạn kiểm tra kỹ da đầu của mình, nếu mà bị mẩn đỏ như vậy là bị lấm da đầu.